Chào các bạn, mình là Việt đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đúc Mystic ở trên khối WOMV10 theo cách của The Cubicle. Ở đây thì mình hơi chống chế một xíu. Nếu như các bạn tìm Mystic WOMV10 ở trên trang The Cubicle thì các bạn sẽ thấy họ có thêm cái loop này nữa. Thì ở đây là mình không có theo đúng chuẩn được, nhưng mà mình vẫn gọi là theo The Cubicle. Tại vì nếu như các bạn xem các sản phẩm Mystic khác thì các bạn sẽ thấy có ba sản phẩm cơ bản là W4, DNM37 và Mystic. Thì ở đây mình có đủ hết nên mình sẽ lúc theo cái đó thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ dùng quay lúc này. Cái quay lúc này thì hiểu đơn giản, nó là một lúc hơi đặc, giúp cho beat của các bạn nó có cảm giác êm và nó mượt hơn. Thì ở đây nó sẽ có 5 loại, là 1 cho tới 5. Thì hiểu đơn giản là mức 1 là sẽ nhẹ hơn, mức 5 thì nó sẽ thiên hướng về kiểm soát và nó êm hơn. Còn bạn nào muốn chơi trung bình thì có thể chọn mức 3. Còn ở đây là mình chọn mức 4. Thì theo như công thức thì nó sẽ là mức 4. Và trước giờ thì mình cũng có thử dùng một cái bộ Mystic, dùng thử cho biết thôi. Thì mình có loại 5, thì mình dùng loại 5 cũng được. Nhưng mà thôi, thì đúng công thức là loại 4. Và là lúc này thì cũng là hàng nhập khẩu nha, nên sẽ được đựng trong xi lanh như thế này. Nó vừa dễ xài mà nó cũng vừa sạch nữa. Tiếp theo là DNM37. Cái lúc này thì mình không cần phải nói nhiều rồi. Nó là một lúc rất là nhanh và nó rất là lỏng này. Đó. Thì khi mà rubik các bạn lỡ lúc nhiều lúc đầm quá, hay là các bạn nhỏ quá nhiều lúc khác vào á, thì cái cảm giác chơi nó đầm tay, nó nặng tay, thì lúc DNM37 này nó giải quyết được cái vấn đề đó, giải quyết ngay tức thì luôn á. Nếu như các bạn chỉ lúc mình nó thôi á thì mình nghĩ là các bạn chơi không được lâu đâu, tại vì nó cũng rất là nhanh bay hơi, như vậy thì nó cũng tốn nữa. Nên các bạn chỉ dùng DNM37 để kết hợp thôi nha. Nhân vật chính đó chính là Mystic. Đây, như thế này. Lọ này thì hiện tại giá của nó cũng hơi đắt một xíu. Và mình mua lọ 10ml luôn, tại vì cái chai của nó khá là chắc chắn. Nếu như các bạn mua lọ 30ml ở các shop Việt Nam á, cái này thì mình không chê, nhưng mà các bạn không nhận được bao nhiêu đâu. Tại vì mình cũng đã từng thử mở hộp một lúc Mystic 30ml rồi, nó đổ cũng khá khá rồi đấy. Nên mình mua hẳn lọ 10ml luôn, dùng nó vừa lâu mà nó vừa an toàn, nó không bị đổ ra nhiều. Thì cái lúc Mystic này nó cũng là lỏng lỏng, nhưng mà kiểu nó hơi sệt sệt, chứ nó không có lỏng hẳn như là DNM37 này. Đó, khác nhau liền ha. Với lại nó có thêm vài cái gọi là tiêm tuyến này này đó đó đó. Thực ra thì nó cũng không hẳn là đẹp cái gì cả, tại vì các bạn lúc ở trong mà có ai thấy đâu. Cái khối WOMV10 này thì mình cũng đã review về nó rồi. Ở bên trong thì gần như là nhà sản xuất không có lúc gì thêm hết, nên mình sẽ bỏ qua thời gian vệ sinh rubik và mình sẽ lúc thẳng luôn. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy một viên góc, à không, lấy hai viên góc đi cho nó nhiều nhiều xíu. Hai viên góc và một viên cạnh. Đầu tiên là các bạn thay nòng. Đấy, thay cái đồ này. Và các bạn nhớ đẩy nó lên. Ý rồi. Tại vì quay góc này nó hơi khó nhìn xíu. Đấy, các bạn cứ đẩy lên thôi. Đây, để gần cho các bạn coi nha. Anh thì các bạn cứ để lên đây thôi. Rồi các bạn gắn vô rubik thì nó sẽ chơi rồi sẽ break in thôi. Nhưng mà mình cảm nhận thấy cái lúc V4 này nó lỏng hơn xíu so với lại V5. Thì cũng như mình đã nói rồi, V4 thì nó sẽ đang đi ra cái chỗ gọi là tốc độ, nên nó sẽ lỏng hơn một xíu. Còn bạn nào lười á thì cứ để như thế này, rồi lúc hẳn vài cái qua đây, lúc hẳn vài cái qua đây rồi ấy thôi. Ok. Rồi cạnh này. Rồi sáng nay thì mình cho một ít bề mặt cạnh luôn nha. Ít thôi chứ mình không muốn nó nhiều đâu. Đấy, chuyện này thôi. Rồi. Khi dùng xong thì các bạn cứ lui nòng lại nha, cho nó khỏi chảy ra. Lưu tí thôi. Rồi các bạn chỉ việc break in thôi. Đây các bạn nghe tiếng của nó nè.
Rồi bây giờ thì mình sẽ lúc mystic vào. Rồi, đầu tiên mình tắt này đã, nó chạy ra nhiều quá. Cái lúc mystic này thì mình đã đầy dùng một ít rồi, để cho cái con mình của mình dùng xíu nó rít quá. Mình mở ra trước thôi. Thực ra cái này mình mua nguyên siêu luôn nha, chứ không phải mua cũ đâu. Và cái này là nắp an toàn này, các bạn vặn không bao giờ ra đâu. Muốn vặn á, các bạn sẽ ấn xuống và vặn ra. Đấy, tại nó có hai khớp, thấy không? Đấy là mình lúc ở bên mặt trắng rồi, bây giờ thì mình sẽ lúc ở bên mặt vàng cho nó càng đều xíu. Đây còn cho coi nha. Đây các bạn thấy không, nó cũng lỏng lỏng mà nó hơi sệt sệt một xíu đúng không? Rồi các bạn cứ càng đều thôi. Về âm thanh đó thì mình nghe nó cũng nó ít nhão hơn, nó vẫn còn kiểu hơi có tiếng, nhưng mà nó chơi nó êm tay hơn và nó nghe cái tiếng ít nhão hơn hồi nãy đúng không? Đấy. Và nó có một chút cảm giác giống như là có cát. Cái cảm giác này á, thì có thể nó sẽ hơi lạ tai so với những bạn mới, nhưng mà với những bạn mà chơi ở chung chung như thế này á, thì mình nghĩ là cũng sẽ có thể thích cái cảm giác này, hoặc là biết cái cảm giác này là như thế nào. Đó là lý do tại sao mà mình nói cái lúc này nó hơi sệt sệt và nó có cái tí tim tuyến, có thể là đó là do tác dụng vậy. Tiếp theo là tới DNM37 thì lúc này mình chỉ giảm một giọt thôi, tại vì V4 này thì hồi nãy mình có nói là mình dùng nhiều, nhưng mà mình dùng nó cũng không có nhiều lắm đâu, cũng là một lớp mỏng thôi, nên mình chỉ cho ít DNM37 thôi. Nếu như mình cho nhiều quá thì nó kiểu nó nhanh quá, nó cũng không có hay cho lắm. Một giọt thôi, màu vàng rồi hả? Thôi ở giữa đi, như này một giọt thôi nha. Rồi móc ít. Rồi một giọt. Có thử nào. Ok, nó nhanh hơn tí. Nói chung là cái DNM37 này thì nó cũng chỉ là bổ trợ thôi. Nếu như các bạn dùng V4 nhiều hay là các bạn có thêm siêu vào á, thì Mystic các bạn tăng giọt lên và DNM37 các bạn cũng tăng giọt lên thôi. Mình nghĩ là như vậy thôi. Và đó là lúc Mystic ở trên khối WRMV10. Về cảm giác thì nó vẫn có tốc độ, nhưng mà nó sẽ có thêm cái độ êm đầm mượt. Nếu như mà các bạn muốn chơi cho nó ổn định hơn nữa thì các bạn nên dùng nhiều V4. Tại vì ban đầu mình dùng V5 thì nó khá là đặc, và mình nghĩ là V4 thì nó cũng như V5, nhưng mà nó cũng không có nó cũng không có lỏng hơn bao nhiêu. Nhưng mà khi mà mình lúc qua và mình thấy nó chảy ra khá là dễ, nên các bạn cứ tăng giọt V4 lên là được. Còn về Mystic và DNM á, khi mà giúp cho vào thì nó sẽ giúp cho Rubik nó nhanh hơn rất là nhiều, và cái phần mắc khó thì nó hoạt động tốt hơn. Như lúc mình review á, thì gần như là sát luôn, nó cũng chả tìm hút vào, nhưng ở đây thì lệch ra khoảng tầm 5 độ hoặc là 5 độ hơn gì đó là mắc khó, lỗi là cái bone con nó tự động hút về rồi. Và chốt lại là bộ Mystic này nó sẽ giúp cho Rubik của các bạn có cảm giác chơi nhanh nhưng mà nó vẫn êm và mượt, rất là tốt. Ngoài ra thì nó cũng rất là dễ lúc nữa, tại vì nó ở trong chai lọ hết rồi, nên các bạn chỉ việc là nhỏ vào thôi. Và video của mình cũng chỉ các bạn thôi. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào các bạn.